Dạ, cửa hàng nông cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Và số đó thì em cũng xài số Zalo luôn các bác nhé. Đó, các bác nào ưng ý những dòng mẫu máy hê, hoặc là các bác xem video ưng ý những con máy nào mà em đã quay video và cũng review ở trên này, thì các bác cứ nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đó, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em, thì em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm cũng như là liên hệ để đặt hàng các bác nhé. Đó, các bác ở đâu thì em cũng ship được hết, từ Nam ra tới Bắc, từ trên Tây Bắc xuống tới miền Tây, đó, ship mọi miền Tổ quốc luôn các bác nhé. Đó, các bác chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ đặt hàng của bên em. Đó, và hình thức đặt hàng của bên em thì các bác nào chốt cây máy nào thì cọc trước giúp cho em 100.000 các bác nhé, 100.000 tiền ship. Đó, rồi hàng tới các bác cứ check hàng và kiểm tra hàng thoải mái. Nếu mà các bác ưng ý thì máy thì tiền cọc đó em trừ vô máy cho các bác. Còn các bác nào không ưng ý thì coi như là giúp em chịu tiền ship đi ship về máy móc thôi. Đó, không mất mát gì cả. Hàng thì em bao chuẩn đúng như video em quay các nhá. Máy móc có làm sao thì em sẽ nói vậy. Và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác là những máy cưa thì sẽ được tặng kèm một típ mở buji này, một chiếc tô viết chỉnh này, một chiếc rũa để rũa làm xích các bác nhá. Bộ ba phụ kiện. Và giá ở đây thì em đã công khai rồi các bác nhá. Giá công khai từng máy, giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm bộ phụ kiện. Đó. Giá đã bao gồm phí ship luôn rồi các bác nhá. Hàng tới các bác chỉ trả tiền đúng cái cây máy như thế thôi. Đó. Và vâng, thì quay lại chủ đề chính hôm nay các bác nhá. Thì hôm nay thì em lên cho các bác một lô máy cưa xích này. Tổng cộng gồm 14 cây luôn. Đầy đủ các thương hiệu như Makita, Husqvarna, Shinagawa và Ryobi nhá. Đó, toàn máy hàng hệ siêu phẩm đấy các bác. Đó, hôm nay em lên từ tay cụt tay dài cho tới hàng cưa khai thác luôn các bác nhá. Các bác nào phù hợp nhất cho gia đình mình xài. À, và để đỡ làm mất thời gian của các bác thì bây giờ thì em sẽ quay nhanh qua từng cây máy một, để cho các bác nào ưng ý thì đỡ làm mất thời gian xem video của các bác nhá. Đó, hôm nay thì em lên lô D này. Đó, lô D 1. Các bác nào ưng ý con nào, chốt con nào thì chỉ cần em đã đánh dấu ký tự rồi, ký hiệu ở đây, thì các bác ưng ý con nào thì cứ bảo nhấc máy lên và liên hệ qua em. À, ví dụ là anh chốt con D 2 chẳng hạn là em biết ngay là con nào các bác nhá. Đó, hôm nay hút mana rất nhiều các bác nhá, toàn hút đẹp thôi. Hút mana 36 này, hôm nay có hẳn hút mana 44cc luôn. Đó, máy quá đẹp luôn, toàn máy đẹp. Hôm nay là lô là 14 cây đẹp như hậu luôn các bác nhá. Máy móc đẹp kinh khủng. Đó, hôm nay lên một lô luôn các bác này. Đấy, rồi, và con đầu tiên là một con Makita tay cụt các bác nhá. Đó, con Makita tay cụt. Đó, con này công suất của nó là 34cc. 34cc tay cụt phù hợp về cho các bác xài cắt leo cây, đúng không? Leo thang, hoặc là cắt cành, tỉa cành linh tinh thì có con này là quá phù hợp các bác nhá. Dòng Makita quá thương hiệu rồi. Đó, con D2 là một con Makita tay dài. Công suất của nó là 33cc các bác nhá. Con này thì có hàn chụp giật trợ lực luôn này. Con này được tích hợp hàn chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Đó, con thứ ba là một con cũng Makita. Dòng này, con Makita này là nòng của nó là em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà nòng của con này hình như là, em nhớ không nhầm là nòng con này là cũng gần 40 ly nữa các bác. Đó, máy này cũng máy to đấy các bác. Công suất của nó như là 36cc. 36cc Makita. Đó, và một con Makita tay dài tiếp các bác nhá. Makita tay dài, con này thì không có trợ lực này. Còn Makita tay dài công suất cũng 33cc mà không có trợ lực. Giá 2.200.000. Còn con có trợ lực là giá 2.500.000. D2. Đó, các bác nào không thích dòng trợ lực thì có thể lựa chọn cho mình một con như thế này nhá. Rẻ hơn được mấy trăm ngàn. Đó, còn máy móc thì cũng giống nhau cả thôi. Đó, con D5 là một con
Makita cũng không chụp giật trợ lực. Đó, con này chỉ 1.900.000. Đó, tại sao là con này thì lại giá rẻ hơn con kia? À, tại vì con này bị mất một cái bộ thắng xích nhá. Mất bộ thắng xích nên em để giá cực kỳ rẻ luôn này. Giá xả luôn các bác nhá. Còn máy móc tình trạng quá đẹp. Con này thì đẹp kinh khủng luôn các bác. Mặt tiền của nó là em theo em đánh giá thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 80% nữa. Chỉ mất cái bộ thắng xích thôi. Đó, các bác nào không quan trọng về thắng xích thì có thể lựa chọn em này các bác nhá. Đó. Kinh phí rẻ đi được bao nhiêu? Giá chỉ 1.900.000 đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, bộ phụ kiện với thắng xích thì bộ phụ kiện với lại là miễn phí ship thì cũng phải 200.000 rồi các bác nhá. Đó, tính ra con này thì chỉ còn 1.700.000 thôi các bác. Rồi, con D6 cũng là một con Makita tay dài có chụp giật trợ lực này. Con này thì giá cũng 2.500.000 luôn các bác nhá. Máy móc đẹp tình trạng. Hai con D2 và con D6, hai máy đẹp như nhau luôn. Máy móc kinh khủng luôn các bác nhá. Đẹp ok luôn này. Máy móc giống y hệt nhau luôn này. Con D7 là một con Shinawa E300. Con này thì nòng 38 ly các bác nhá. Giá 2.000.000. Hãng Shinawa thì nó quá là nổi tiếng rồi các bác. Đó. Hãng Shinawa thì cực kỳ nổi tiếng, không còn phải lăn tăn về hãng này nhá. Xài cực kỳ bền cũng như là lợi xăng. Đó. Mà nổ thì cực kỳ bốc luôn các bác nhá. Rồi, qua con D8 là con hút mana 44cc. Đó, con này hút mana 44cc này. Made in Sweden này. Đó, hàng thủy chuẩn Thụy Điển. Máy móc tình trạng bao ri 100%. Con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Con này tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Đó, làm xích để xích này. Theo đánh giá mắt xích này thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 80% nữa. Cực kỳ yên tâm các bác nhá. Hàng hút mặt nạ giá 3.000.000 đồng. Đó, 44cc luôn. Đây. 444 này, 44cc. Đó. Giá 3.000.000 đồng. Rồi, qua con D10. D10 là một con Genowatt G32. Con này công suất của nó nòng thì 38 ly này các bác. Con này thì phù hợp về cho các bác cắt gia đình nữa các bác nhá. Đó. Các bác nào hãy lựa chọn phù hợp với công suất để cho mình sử dụng nhất. Con này thì phù hợp về cho các bác nào xài gia đình cũng như là cắt củi nhà linh tinh thôi thì có thể lựa chọn một em này nhá. Hãng Genowatt này thì thuộc dòng Komatsu. Đấy. Máy móc thì tình trạng quá đẹp luôn. Con này thì như thiếu thùng luôn các bác nhá. Máy móc quá là ok này. Và hiện tại thì con này thì em bán giá là 2.600.000. Đó. Hãng chuẩn bãi. Rồi qua con D11. D11 là một con hút mana 36 ly này. Máy móc tình trạng cũng là đẹp nhá. Tem mác chuẩn chỉ luôn này các bác. Đó. Tem mác thì còn ấy đây nhá. Chuẩn luôn. Công suất của nó có ghi rõ ở đây luôn này. 36cc. Cân nặng 4.5kg. Đó. Hãng hút mặt nạ. Tình trạng máy móc đẹp luôn các bác nhá. Con này hàng tuyển luôn đấy. Tại vì em nhập về một lô hút mặt nạ này thì toàn là hàng lựa thôi. Giá 2.800.000. Con này nữa nhá. Con này cũng đẹp kinh khủng. Đó, con này cũng đẹp kinh khủng luôn này. Hai con 36 giá 2.800. Đó. Rồi, và một con D9. D9 này thì con này thì cũng hút mana 36 nhá. Nhưng mà con này thì nó bị cháy mất phần ở đây rồi. Thì em để giá 2.500.000 cho các bác nhá. Rẻ hơn được 300.000. Cũng miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Còn máy móc thì rim nguyên bản luôn nhá. Lô 3 con hút mana này. Đó. Qua con D13 là một con Ryobi nòng 38mm này. Con này thì cũng có chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Giá 2.200.000. Ryobi nòng 38mm thì phù hợp với cho các bác cắt gia đình nữa thôi. Đó, nhưng mà con này thì máy nổ thì cực kỳ êm luôn. Đó. Qua con D14. D14 là con cuối cùng hàng cưa tay cụt, hãng Shinawa 357 các bác nhá. Con này thì không phải bàn cãi gì về tầm phân khúc cưa tay cụt nữa. Con này nó là
nó theo đánh giá con này thì nghĩ là nó là vua về cưa tay cụt rồi. Ba hẳn công suất nó hẳn 35cc lận. Đó, máy thì siêu khủng luôn các bác nhá. Mà hãng Shinawa thì thiên về bền cũng như là nổ êm. Đó. Rồi, em đã review qua một lô luôn rồi các bác nhá. Đấy, một lô hiện tại lô của bên em đây. Toàn là siêu phẩm thôi các bác. Quá đẹp luôn rồi các bác nhá. Làm xích đầy đủ, làm xích bao rin theo máy luôn. Đấy. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì cứ có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Em sẽ tư vấn thêm cũng như là review. Các bác nào muốn tham khảo thêm thì có thể liên hệ qua cho em. Đó. Một lô máy cưa luôn, đầy đủ phân khúc. Rồi và bây giờ thì em sẽ qua phần cũng như là test nổ cũng như là review chi tiết cho các bác nghe tiếng động cơ của em nó để đỡ lan tan nhất mà lựa chọn phù hợp nhất cho mình các bác nhá. Dạ rồi và bây giờ thì em qua con D1 này các bác, một con Makita tay cụt giá 2.200.000, làm xích đầy đủ tặng kèm phụ kiện các bác nhá, và hoàn toàn miễn phí ship. Đó. Một con cưa tay cụt thì hàng Makita thì không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Con này thì đầy đủ linh phụ kiện nữa các bác nhá. Linh kiện thì còn thắng xích thắng xích thì còn nguyên này. Đó, máy móc thì bao rin nguyên bản, bao chưa bung biếc máy móc gì cả. Đó, hàng chỉ về em dọn nổ, rửa chế cũng như là rửa qua nước để cho sạch sẽ cây máy thôi các bác nhá. Đó, nhìn cho đẹp mắt. Chứ còn máy móc thì em bao đảm bảo là chưa bung luôn các bác nhá. Linh kiện thì bao rin nguyên bản. Đó, rồi và bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua. Đó, một con Makita nổ cực kỳ êm ái. Rồi, các bác nào ưng ý thì có thể liên hệ trực tiếp của em. Dạ rồi, em qua con D2 các bác nhá. Con D2 cũng là một con Makita tay, con này là tay dài. Công suất của nó thì 33cc, giá 2.500.000. Con này thì có chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Giật cực kỳ nhẹ nhàng cũng như là dễ nổ. Đó, kéo cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Máy móc thì đẹp, tình trạng quá là đẹp này. Làm xích này, mắt xích thì trơn nhếc thì còn nguyên luôn các bác nhá. Đó, kiếm được một con mà lam xích mà còn đẹp, còn sáng như thế này thì cực kỳ hiếm. Đó. Rồi, thắng xích thắng xiếc thì còn đầy đủ tiếp này các bác. Thôi và bây giờ em sẽ test nổ con này các bác nhá. Dạ vâng, tiếp đến là một con D3 dòng cũng Makita. Con này thì công suất của nó là 36cc các bác nhá. Đó, con này thì tầm phân khúc là khai thác nhẹ nhàng được rồi các bác. Nòng của nó thì 40 ly, máy thì cũng không phải là to quá mà cũng không phải nhỏ quá các bác nhá, vừa, em đánh giá thì vừa. Đấy, máy móc thì đẹp nguyên bản. Con này thì em sẽ hướng dẫn sử dụng trên video này luôn các bác nhá, nếu các bác nào ưng ý. Đó, con này thì có hai phần, ba phần. Đó, phần gạt lên như thế này sẽ là đóng nghe các bác nhá. Đó, còn gạt xuống như thế này là tắt. Để giữa này là nổ bình thường này. Đó, nó hơi ngược với lại là nhiều máy khác. Nhiều máy khác thì đẩy xuống là đóng nghe, như mấy cái dòng Estin thì sẽ đẩy xuống là đóng nghe. Nhưng mà con này thì đẩy lên là đóng nghe. Đó. Vậy thôi. Với lại phần thắng xích. Thắng xích các bác muốn vặn cái ốp xích này ra các bác nhá, thì các bác vừa đẩy xuống và vừa vặn ra thì nó sẽ vặn được. Còn nếu mà các bác để không như này thì nó sẽ xoay không cái này các bác. Đó, các bác vừa cái đẩy tay xuống, vừa dí tay xuống và vừa vặn ra thì nó sẽ ra được các bác nhé. Vặn vào nó cũng như thế. Thôi và bây giờ em sẽ test nổ con này các bác nhé.
Dạ vâng, tiếp đến là một con D4 các bác nhá. Hàng Makita giá 2.200.000. Đó, con này thì không có chụp giật trợ lực nên là giá của nó thì em sẽ giá rẻ hơn con chụp giật trợ lực các bác nhá. Còn máy móc đẹp kinh khủng luôn các bác. Đó. Hàng như lam xích của nó này. Con này thì em lên hẳn một sợi lam xích mới luôn rồi các bác nhá. Đó. Một sợi lam xích mới của nó thì giá của nó gần 200.000 rồi. Đó. À, tính ra con này thì được tặng kèm phụ kiện cũng như là được miễn phí ship thôi thì chỉ có hơn gần 2 triệu thôi. Đó. Một sợi lam xích thì máy thì chỉ còn 2 triệu đồng. Đó. Vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua nhé. Máy móc thì em đã dọn nổ cũng như là căn chỉnh ngon lành rồi, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Dạ, tiếp đến là một con Makita D5 các bác nhá. Một con Makita, con này thì nó bị mất cái phần lam thắng xích nên là em sẽ để giá cực kỳ hữu nghị luôn các bác nhá. Giá chỉ 1.900.000 đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Còn máy móc thì tình trạng thì nó cũng không còn phải lan tan gì nữa rồi. Các bác nhìn ạ. Lam xích. Đó. Cây lam của nó thì nước sơn của nó thì còn cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, máy móc thì cũng cực kỳ ok luôn. Chỉ có phần thắng xích của nó thì đã bị mất rồi. Nên là em sẽ để giá cực kỳ rẻ cho các bác. Đó, con này thì không có chụp giật trợ lực. Giá 1.900.000, bây giờ em sẽ test nổ cho các bác nào nghe qua xem ưng ý con nó không nhá. Máy chạy thì cực kỳ dễ nổ luôn, cũng như là êm luôn các bác nhá. Rồi, tiếp đến là một con Makita D6 các bác nhá. Đó. Con này thì giá cũng 2.500.000. Máy móc thì cũng như con D2 thôi các bác. Đó, cũng có chủ giật trợ lực và máy móc tình trạng vẫn còn đẹp. Lam xích của nó thì trông các bác thì còn sáng nguyên các bác nhá. Đó. Vâng, và con này thì em bán giá 2.500.000. Em sẽ test nổ luôn để cho các bác nghe qua tiếng máy này. Chạy thì vẫn còn cực kỳ êm luôn các bác nhá. Đó. Rồi kế tiếp nữa là một con D7 này, hãng Shinhanwa thì các bác ở ngoài Bắc thì hay hỏi em rất là nhiều các bác nhá. Một em Shinhanwa E300. Con này thì nòng của nó 38mm này các bác. Đó. Hãng Shinhanwa này thì cực kỳ nhiều bác hỏi luôn. Hãng nó tại vì nó quá là nổi tiếng rồi, máy móc chạy thì cực kỳ êm cũng như là con này thì cực kỳ sướng luôn các bác nhá. Tiếng con này thì các bác xài nhiều dòng máy cưa thì có vẻ hãng này không còn xa lạ gì nữa. Máy cưa cắt cỏ, hãng này nó quá là nổi tiếng rồi. Đó, vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua nhá. D7 giá 2 triệu đồng. Đó. Thì em đã dọn nổ cũng như là căn chỉnh ngon lành rồi các bác nhá. Dạ vâng, kế đến của em là một con D8 các bác nhá. Con này là hút mana, công suất của nó hẳn 44cc lận. Máy thì siêu ngầu rồi các bác. Hãng hút mana này thì không còn xa lạ gì nữa rồi. Giá 3 triệu đồng các bác nhá. Con này được tích hợp hẳn bộ lam xích. Này thì em đã lên hẳn xích mới rồi các bác nhá. Và một cây lam của nó là lam đầu Latin luôn. Con này mặt cắt của nó được 45 phân. Lam nó là lam 5 tấc, mặt cắt được 45 phân. Có hãng hút mana theo máy của nó sẽ như thế này. Giá 3 triệu đồng các bác nhá. Hút mana khai thác. Nhiều các bác hỏi em hàng hút mana quá nhiều. Thì bây giờ em mới nhập về được một lô mới để cho các bác xem qua.
Rồi các bác nghe tiếng nổ của em nó sẽ như thế nào các bác nhé. Máy nổ thì cực kỳ êm cũng nhờ lực đúng không các bác. Con này nóng hơi cực kỳ cứng nguyên các bác nha. Chúa về ngành nông nghiệp cơ rồi, hàng chuẩn, hàng Thụy Điển bãi luôn các bác, made in Sweden các bác nhá. Đó. Dạ, kế đến là một con D9 các bác nhá, hút mana 36 này. Con này thì nó bị cháy mất ở cái phần vỏ này thôi, nó không ảnh hưởng gì máy móc cả các bác nhá. Nên làm để giá cực kỳ hữu nghị, giá 2.500.000. Đó. Còn máy móc thì tình trạng này vẫn còn đang thấy đâu, cũng còn đẹp. Đó. Rồi và bây giờ thì em nổ cho các bác nghe qua các bác nhé. Máy nổ thì vẫn còn cực kỳ êm luôn. Rồi tiếp đến là một con D10 các bác nhá, hút mana 36, nhưng con này thì cực kỳ đẹp con này các bác. Máy móc các bác nhìn qua đã biết ạ. Làm xích của nó nhá, làm xích của hãng này. Sơn, nước sơn của nó thì còn đẹp nguyên này các bác. Đó. Tem mát thì còn chuẩn chỉ. Giá 2.800.000. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Rồi em sẽ test nổ con này luôn các bác nhá. Ôi, máy móc nổ cực kỳ êm cũng như là rễ nổ. Dạ rồi, kế đến là một con hút mana 36 các bác nhá, D11. Đó, máy móc thì cũng còn sáng sủa này. Tình trạng máy thì còn đẹp. Ốp lam của bác, nước sơn thì còn đảm bảo nguyên các bác nhá. Đấy. Con này tem mác của nó thì vẫn còn chuẩn chỉ này các bác. Giá cũng 2.800.000. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể cứ chụp màn hình lại và nhắn tin qua Zalo cho em. Các bác nào có xài Zalo thì nhắn tin qua Zalo cho em. Còn không thì các bác cứ nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua là số điện thoại 0354392929. Đó, thì em sẽ tư vấn nhiệt tình các bác nhá. Thôi và bây giờ em test nổ con hút mana 36 này cho các bác nghe qua. Dạ rồi, kế đến là một con D10 các bác nhá, hàng Genowatt thuộc dòng Komatsu. Đó, máy móc tình trạng con này thì không phải lăn tăn gì nữa đúng không ạ. Giá 2.600.000. Đó, hãng G3201 này. Con này thì nòng 38 ly. Máy móc này, nước sơn của bôi các bác nhìn qua. Nước sơn còn đảm bảo nguyên các bác nhá. Rồi em test nổ luôn con này. Đó, máy móc thì nổ được cực kỳ êm luôn các bác nhá. Rồi kế đến con 13 làm kế đến con 12 là một con D13 các bác nhá. Đó, dòng Ryobi. Con này thì công suất của nó thì nòng của nó có 38 ml các bác nhá. Phù hợp để cho các bác cắt gia đình thôi. Đó, cắt gia đình cũng như là các bác nào mà hay kiểu cắt củi nấu rượu hoặc là dọn vườn nhà thì con này là quá hợp lý các bác nhá. Nhỏ nhẹ, giá 2.200.000. Thôi và bây giờ em test nổ con này cho các bác nghe qua luôn nhá. Con này thì có chụp giật trợ lực luôn. Chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đó. Oh,
móc nổ thì em cũng đã dọn nổ ngon lành rồi các bác nhá. Dạ, cuối cùng trong video ngày hôm nay cái này là một con D14 hàng Shinawa tay cụt 357, thương hiệu quá là nổi tiếng rồi các bác nhá. Hãng tay cụt này cho các bác nào mà cắt chuyên nghiệp thì lựa chọn một con này nó quá là hợp lý này. Làm xích thì rin nguyên bản luôn các bác nhá. Đó, con này thì máy móc thì bao rin nguyên bản, có mỗi cái phần tay giữ như thế này nó bị bể mất, nó bị bể mất một tí ở đây thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì về máy móc sử dụng cả. Đó, con này thì công suất của nó hẳn 35cc lận. Rồi con này thì em bán giá là 2,5 triệu các bác nhá. Con này nổ thì cực kỳ lực luôn các bác. Rồi, và hết video của ngày hôm nay thì em xin kính chào các bác một ngày an lành. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em, nhắn tin qua Zalo cho em. Rồi, em chào các bác nhé.